đây là những nhóm mà đang chờ được không đây? Hiện tại thì mình đang có mặt tại tháp Nhạn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là những mâm lễ sính cúng rất là đẹp. Xung quanh cái một tháp núi Nhạn để tổ chức những mâm lễ cúng. Mọi người xem ha, rất là nhiều, rất là đông. Đây, đi lại đây con. Đây những mâm lễ cúng mặn, ở đây là cúng mặn là chính. Sau khi mọi người cúng xong rồi, mọi người thì dùng mình thấy có gà nè, có cơm, trầu câu, bánh, ở đây đây là đang diễn ra một phi thức diễn nhau nữa. Bên đây là mọi người đang chuẩn bị trang phục để vào tới cái tiết mục của mình trình diễn đây. Ở trong đây đang diễn ra lễ hội múa. Thank you.
I
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
khi lên long bóng đường vi dân mà đài lúc xuống văn cờ bãi đồ đứng đã tỏ vi tận cửa đêm lòng lòng lắm năm hạ của thủy về Thank you.